nông nghiệp TKS và hy vọng rằng sẽ ngày càng có nhiều hơn nữa bà con biết đến Thị Kim Xin, cùng nhau hướng đến một nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Và trong video ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu tới quý bà con một sản phẩm ức chế mầm bệnh, kích thích ra rễ nhanh, khỏe mạnh. Đó là sản phẩm TKS vôi sữa của công ty trách nhiệm hữu hạn Thị Kim Xin. Về thành phần, công dụng và hướng dẫn sử dụng như thế nào thì mời quý bà con cùng theo dõi. Và sản phẩm TKS vôi sữa tôi giới thiệu tới bà con ngày hôm nay có thể tích là 500ml, với thành phần có chứa bo 10.000mg trên 1 lít cùng với các phụ gia như silica 30%, canxi 10% và magie 8%. Và công dụng của sản phẩm TKS vôi sữa đó là cung cấp trung vi lượng thiết yếu cho cây trồng, giúp cây trồng vững cát, hạn chế đổ ngã, hạn chế nứt trái, móp trái do thiếu canxi. Vôi sữa giúp cho cây trồng tăng khả năng thụ phấn, hạn chế rụng hoa và trái non, giúp cho cây trồng chống chịu được với thời tiết bất lợi ở bên ngoài. Và đặc biệt là vôi sữa còn có công dụng là làm khô, làm lành vết thương nhanh chóng, tạo một lớp bảo vệ không cho nấm bệnh xâm nhiễm vào trong cây trồng. Về hướng dẫn sử dụng thì bà con có thể sử dụng vôi sữa để phun lá hoặc là đổ gốc. Để phun lá, bà con pha 25ml vôi sữa cho 20 lít nước hoặc 500ml cho 400 lít nước. Có thể kết hợp cùng lúc với TKS Mega Power để tăng hiệu quả phòng trừ. Để khử chua và nâng pH đất thì bà con đổ gốc với liều lượng là 500ml cho 400 lít nước, đổ 4 lít cho một gốc đối với cây ăn trái và cây công nghiệp, hoặc tưới cho 1.000m2 đối với rau, hoa màu. Bà con nên kết hợp vôi sữa với TKS Pseudomonas để hạn chế bệnh thối thân, xì mũ, héo xanh, héo rũ. Và vừa rồi tôi đã giới thiệu tới bà con sản phẩm TKS vôi sữa của công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Kim Sinh. Để được tư vấn thêm, bà con có thể gọi điện thoại tới số hotline 028 6275 2960 hoặc truy cập vào website thuykimsinh.com để tìm hiểu thêm các sản phẩm tương tự. Cảm ơn quý bà con đã đồng hành cùng với tôi trong video ngày hôm nay. Kính chúc quý bà con thật nhiều sức khỏe, canh tác tốt và an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại.